Phụ kiện điện thoại ngon mượt rẻ, xin chào tất cả các bạn nhé. Trên tay mình đang cầm vé của AFF Cup và mình thấy là có rất nhiều người rất là ngu vô cùng luôn, là đi mua cặp vé này lên đến 5 triệu rưỡi, 6 triệu một cặp. Tại sao lại có những cái hành động nó ngu như thế? 5 triệu rưỡi, 6 1 triệu rưỡi thì mua làm cái gì nữa? Thừa tiền à? Các bạn thừa tiền thì các bạn nên mua phụ kiện điện thoại, dán kính ưu lực dùng cho nó sướng. Trong khi các bạn bỏ một số tiền như 5 triệu rưỡi, 6 triệu rưỡi để các bạn mua, thì tại sao các bạn lại phải mua đắt như thế? Trong khi đó là AFF người ta bán vé có 500 nghìn một cái. Và ngay bản thân tôi mua có 5 triệu tư một cái, mà tại sao các bạn lại bỏ ra 5 triệu rưỡi đến 6 triệu mua một cái? Tội gì phải ngu như thế? Rẻ hơn được 100 vẫn là rẻ rồi các bạn nhé. Mua 5 triệu tư thôi, đừng có mà mua 5 triệu rưỡi 6 triệu nhé.